Simple Instagram, giải pháp marketing số 1 cho mạng xã hội Instagram, giúp bạn sở hữu một tài khoản hàng nghìn follow thật dễ dàng. Chỉ với 5.000 đồng mỗi ngày, bạn đã sở hữu thêm một kênh bán hàng vô cùng hiệu quả với nhiều tính năng ưu việt. Truy cập ngay hpsoftware.vn để được tư vấn miễn phí. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Đặng Lê Nguyên Vũ khiến số đông ngả mũ vì đôi giày 75.000 đồng và chuyện đại gia Việt giản dị tới khó có thể ngờ, càng đỉnh cao càng khác biệt. Nổi danh trên thương trường Việt với khối tài sản khổng lồ, nhưng những vị đại gia này lại có lối sống giản dị khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã có dịp gặp mặt khi ngồi cùng chuyến bay với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và trực tiếp hỏi ngược lại vị đại gia này, tiền nhiều để làm gì? Đáp lại, ông Vũ chỉ cười nhẹ. Hình ảnh ông Vũ ngồi lặng lẽ trên máy bay, tay cầm cuốn tạp chí được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trong những lần xuất hiện gần đây, ông Vũ thường mặc áo khoác, chỉ chọn loại vải kaki màu xanh rêu bình thường, cổ lúc nào cũng quấn dịt chiếc khăn caro, tay cầm túi vạt bạt màu sáng. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là hình ảnh đôi giày màu trắng quen thuộc mà ông Vũ thường hay mang. Đôi giày thuộc một thương hiệu Việt với mức giá dao động trong khoảng 75.000 đồng. Trong bối cảnh công chúng đang chú ý vụ việc phân chia tài sản ly hôn với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng của gia đình ông, thì hình ảnh đôi giày trắng, giản dị và bé nhỏ với mức giá không cao như vậy thật sự gây sốc. Dù ăn mặc giản dị nhưng điều quan trọng vẫn nằm ở thần thái của người sáng lập tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Cư dân mạng vẫn cho rằng ông Vũ vẫn bảnh, vẫn đầy khí chất và tạo thiện cảm dù đi đôi giày chưa tới 100.000 đồng. Ông Vũ không phải vị đại gia duy nhất trên thương trường Việt gây bất ngờ với hình ảnh giản dị. Bùi Đức, vị doanh nhân phố núi, ông chủ tập đoàn kinh doanh đa ngành Hoàng Anh Gia Lai cũng nổi tiếng là một đại gia giản dị. Là một trong số những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, sở hữu cả một câu lạc bộ bóng đá và là người đầu tiên sở hữu máy bay riêng ở Việt Nam, nhưng ông Đoàn Nguyên Đức lại thường xuất hiện với hình ảnh rất đỗi giản dị. Ông thích sự đơn giản, thoải mái, không nặng nề, cầu kỳ vẻ bên ngoài. Thời trang của đại gia phố núi qua năm tháng vẫn là phong cách đơn giản, có chút phong trần như chính con người ông với áo sơ mi, áo phông, quần jean, giày thể thao và chiếc áo khoác da đen đơn giản. Tôi không mặc com lê vì cảm thấy vướng víu, bất tiện. Tôi không quan niệm khi có tiền là phải chú trọng tới hình thức. Với tôi, dù giàu hay nghèo thì bản chất con người vẫn không thay đổi. Ông bầu của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai từng chia sẻ với báo Doanh Nhân Sài Gòn. Trong ngày diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018, khi người hâm mộ bóng đá cả nước vỡ òa với chiến thắng của Việt Nam, hình ảnh bầu Đức cùng một số ông bầu khác xem bóng đá qua màn hình TV tại một nhà hàng ở Đà Nẵng được chia sẻ chóng mặt. Ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai khá giản dị khi mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng và chỉ mang một đôi dép lê khi xem bóng đá. Nhắc tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người ta ấn tượng với một người giản dị, điềm tĩnh. Trở thành người Việt đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes, nhưng ông Phạm Nhật Vượng thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rất giản dị. Trang phục quen thuộc của ông trong các sự kiện đều là sơ mi trắng, cà vạt và bộ vest tối màu. Trong buổi lễ khai trương trung tâm thương mại Vincom Center A tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2012, ông Vượng không lên sân khấu để uống champagne, cắt băng khánh thành hay đọc diễn văn mà chỉ lặng lẽ theo dõi buổi lễ từ hàng ghế đầu. Trong buổi phỏng vấn sau buổi lễ, ông giải thích đơn giản rằng: "Tôi thích tự mình cảm nhận hạnh phúc." Trả lời tờ Thanh Niên khi lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới, người đứng đầu tập đoàn Vingroup chia sẻ rằng ông chẳng quan tâm đến chuyện đó, cũng chẳng nghĩ tới việc tự thưởng cho mình món quà gì bởi tôi không nhu cầu gì nhiều. Với ông, dù có là tỷ phú đô la thì cũng phải tính toán việc đầu tư cẩn trọng. Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư, nhưng không đáng thì một đồng cũng không tiêu. Giả sử mua máy bay thì tôi sẽ mua máy bay để cho thuê, lâu lâu đi một chuyến. Nó phải trở thành dịch vụ chứ mình không thể lãng phí mua rồi bỏ đó. Nếu làm chỉ để tiêu, chỉ để có cái nọ cái kia thì tôi phải dừng lâu rồi. Lỡ làm người rồi, không thể sống một cuộc đời phí hoài được, ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh. Từ Hà Lê theo Nhịp Sống Kinh Tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.